Chương trình ngày mới tiếp nối với những thông tin được đăng tải nhiều trên các báo. Trước hết là thông tin do báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan nêu yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh xăng dầu trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu đang còn nợ thuế lớn hoặc chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn để nhập khẩu, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh xăng dầu, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tin, Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính khẳng định vướng mắc của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu là do chưa thực hiện đúng đủ các quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương cần yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương rà soát, thực hiện đúng các quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị Bộ Công Thương rà soát tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Liên quan đến việc lấy ý kiến đối với dự thảo luật nhà ở sửa đổi, báo Vietnamnet có tin, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa có văn bản góp ý cho dự thảo luật nhà ở sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo và đang lấy ý kiến. Trong đó, VCCI nêu quan điểm không nên quy định thời hạn sở hữu chung cư. Bởi theo VCCI, quy định thời hạn sở hữu chung cư là can thiệp đến quyền sở hữu của người dân. Báo Vietnamnet đưa tin, VCCI cho rằng quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng. Nhiều người sẽ không muốn mua nhà chung cư với quyền sở hữu chỉ có thời hạn, dẫn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì khó bán sản phẩm. Trước đó, tại dự thảo luật nhà ở, Bộ Xây dựng đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất, quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư căn cứ vào thời hạn sử dụng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Phương án thứ hai, không quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư mà giữ nguyên như quy định hiện hành. Người mua nhà chung cư được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài. Hầu hết ý kiến từ các hiệp hội và doanh nghiệp bất động sản đều kiến nghị không quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư. Tiếp theo là một thông tin vui trong lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, báo vnexpress.net dẫn thông tin từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 4 sinh viên của trường gồm các sinh viên Lê Bảo Hiệp, Nguyễn Vũ Đăng Huy, Hồ Ngọc Vĩnh Phát vừa giành hạng nhất thế giới trong cuộc thi lập trình sinh viên IEEE Extreme 2022. Trong đó, sinh viên Hồ Ngọc Vĩnh Phát từng liên tiếp đoạt 2 huy chương bạc tại các kỳ thi Olympic Tin học châu Á và Olympic Tin học quốc tế 2021. Theo báo VnExpress.net, cuộc thi lập trình dành cho sinh viên thế giới này do Institute of Electrical and Electronics Energy tổ chức liên tục trong 24 giờ, từ 7 giờ sáng ngày 22 tháng 10 đến 7 giờ sáng ngày 23 tháng 10 theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi năm nay có 6.373 đội đăng ký và 4.271 đội, gồm hơn 12.000 sinh viên chính thức dự thi trên toàn thế giới. Cũng liên quan lĩnh vực giáo dục, báo Tuổi Trẻ đưa tin, thương hiệu Anh ngữ Kids and Us đến từ châu Âu vừa tổ chức họp báo chính thức công bố ra mắt với sự tham gia của đông đảo báo chí và truyền thông. Đây là bước đánh dấu cột mốc đặc biệt của Kids and Us khi trở thành thương hiệu Anh ngữ có chương trình tiếng Anh cho trẻ từ 1 đến 18 tuổi tại Việt Nam. Với những phụ huynh châu Âu, Kids and Us không phải là một thương hiệu Anh ngữ xa lạ khi đã có 20 năm tuổi đời với 550 trung tâm tại 10 quốc gia. Điểm ấn tượng của trường chính là xây dựng phương pháp dựa trên quá trình tiếp thu tiếng mẹ đẻ của một đứa trẻ. Chia sẻ với phóng viên báo Tuổi Trẻ, đại diện thương hiệu cho biết, phương pháp giảng dạy của Kids and Us là một sự đột phá bằng cách giúp học viên hấp thụ ngôn ngữ một cách rất tự nhiên với những trải nghiệm học tập ý nghĩa và thú vị.